Xin chào các bác nhá. Bây giờ đang còn 12 giờ trưa các bác ạ. À 11 giờ trưa quên. Ở cái chỗ này là cái quán nước mới xây dựng này, được khoảng 1 năm. Ngày xưa ở khu này là khu Mừng Bồn các bác ạ. Ngày trước thì hay đi qua đây nhưng mà dừng chân nghỉ kiểu mình ngồi buổi trưa ấy. Ở đây cảnh rất chi là chill luôn. Dưới đây là ruộng lúa. Ruộng lúa rồi có suối chảy quanh. Cây cối xanh tươi. Nói chung là nhiều lần là cứ về khu vực này này, có thể ngồi nghỉ vì ở đây có khu cây hoa ban kia kìa. Đấy, ngồi nghỉ mát dưới hàng cây đấy thì ở đây rất đẹp, mát. Tầm trưa ấy các bác. Thì ngày trước cứ nghĩ ở đây chiều thế này mà không biết có ai đầu tư một cái quán nước ở đây để gọi là nghỉ ngơi ấy. Nhưng y như rằng công nhận thật, có tiền họ đầu tư ngay, từ nhân dân thôi, kiểu công trình tạm ấy, là máy danh nhá, máy này là máy cỏ danh các bác nhá. Cái này mà cháy thì phải biết, cái này kỵ lửa chập điện các kiểu, bàn bia giải trí này, nói chung là cũng có chỗ dựa hay là có vốn tí và chỗ dựa là xây dựng được. Đúng về cơ bản là nguyên tắc là không được làm bên rìa đường ấy đâu, là xây công trình tạm thôi. Cảnh ở đây rất chill luôn, đây tổ chức sinh nhật này, uống nước các kiểu này, mọi người về đây nghỉ rất nhiều vì đến đoạn đây chạy từ khu Mường Trà đi về. Hoặc là từ Điện Biên đi vào ấy, khu Mừng Bồn ấy, đoạn này này là mọi người hay nghỉ ở đây, hay dừng chân ở đây mệt mỏi tầm buổi trưa. Trong đoạn này thì rất chi là mát, hút gió, bắt mắt. Dưới đây ruộng lúa rất đẹp luôn. Ruộng lúa của người Thái làm lúa, nói chung là chất lượng lúa ở Điện Biên rất chi ngon luôn. Tám Thái Điện Biên rất chi ngon. Chén củ, vai gãy, nếp ruộng và nếp nương. Nói chung là đất Điện Biên trồng lúa rất ngon luôn. Hôm nay là nghỉ hè nên là tôi cũng đang hành trình về ngoại rồi về nội. Cảnh đẹp lắm các bác ạ. Bên này là rừng cao su các bác này. Chỗ mà xanh mà đều đẹp bên này là cao su này. Đây là hướng đi vào Nậm Bồ các bác nha, Mừng Nhé. Đây là hướng này, hướng đi Điện Biên này. Xe đi Điện Biên đấy các bạn. Gia đình bên kia đang có tổ chức ăn uống. Nói chung là cảnh rất chill và đẹp, mát. Rất dễ chịu luôn. Tôi cũng có đi qua đây nhiều lần rồi nhưng mà vì là nói chung là đồ đạc rồi vợ con nữa nên là
về đến Mường Trà thì là nghỉ một chặng rồi, nhưng mà lần này tôi không về Mường Trà nữa mà tôi xuống thẳng dưới khu quán nước Mường Bồn này. Cách Điện Biên nó khoảng tầm 30 cây thôi các bác. Và cách Mường Trà, đi hướng Mường Trà thì khoảng Mường Trà Mường Nhé, cách Mường Trà thị trấn Mường Trà khoảng 25 cây tầm đấy. Nếu mà nghỉ chân ở Mường Trà rồi thì thôi lại không dừng chân ở đây nữa. Nên lần này quyết định xuống đây nghỉ một tí đỡ mỏi chân. Rồi, tạm biệt các bác nhá. Quán này rất đẹp luôn các bác ạ. Mát, chill, rất chill. Rất tuyệt vời. Cả cái khu quán nước ở Mường Khoe nữa, nhưng mà Mường Khoe ở đèo Tằng Quái nữa, nhưng mà đèo Tằng Quái bây giờ người ta đẩy vào phía trong rồi vì nó sạt lở nó nguy hiểm. Ở đây người ta đây này, người ta phải kè bê tông nữa các bác này. Đó. Rồi, tạm biệt các bác nhá.